Ngày 20 tháng 11 năm 2024, Trường Mầm Non Hoa Sen tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982, 20 tháng 11 2024, đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tấn. Ngày 20 tháng 11 năm 2024, Trường Mầm Non Hoa Sen tổ chức lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2024. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ ban Nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn. Tại buổi lễ, nhà trường đã ôn lại truyền thống ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Các cô và các em học sinh biểu diễn các tiết mục văn nghệ về tri ân các thầy cô giáo. Trong những năm qua, được sự quan tâm, của lãnh đạo thành phố Châu Đốc, các cấp các ngành, đến nay cảnh quan sư phạm nhà trường đã khang trang, sạch đẹp, các phòng học đảm bảo đúng quy định, đội ngũ cán bộ giáo viên có tay nghề vững vàng và luôn tâm quyết tận tị với công việc. Hàng năm, trẻ được đánh giá đạt các tiêu chí theo các lĩnh vực giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ hàng năm đều tăng. Dịp này, trường có một cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2023-2024.